Cần Thơ bắt khẩn cấp hai nhóm côn đồ dùng súng để đòi nợ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã xác định được đối tượng nổ súng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Sáng ngày 4 tháng 3, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án liên quan đến vụ nổ súng xảy ra cuối giờ chiều ngày 3 tháng 3 tại khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, liên quan đến nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Đối tượng nổ súng tên Lê Quang Dinh, sinh năm 1984, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều. Dinh thuộc nhóm ở Cần Thơ, hiện đang nhập viện điều trị do bị chém trọng thương trong lúc ẩu đả. Nhóm người còn lại gồm các đối tượng từ những tỉnh, thành phố khác, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đã đến Cần Thơ nghi để đòi nợ, nghi vấn mâu thuẫn tiền bạc trong cá độ, sau đó xảy ra ẩu đả. Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Thanh Bình và Đặng Quang Minh, ngụ quận Cái Răng cầm đầu vụ hỗn chiến. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết vào khoảng 17:30 cùng ngày, ngày 3 tháng 3, một vụ đòi nợ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên đi trên xe ô tô 16 chỗ ngồi xảy ra trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong lúc xô sát, một người đã nổ hai phát súng, nghi là súng quân dụng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ nhanh chóng phối hợp với Công an quận Ninh Kiều và Công an phường Cái Khế bao vây, khống chế, bắt giữ 14 nghi phạm, đồng thời thu giữ một khẩu súng nghi là súng quân dụng, một xe ô tô 16 chỗ, 3 cây dao cùng nhiều tang vật liên quan. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường khống chế, bắt giữ các đối tượng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị xử lý. Bước đầu có 14 đối tượng bị bắt giữ. Công an đã thu giữ một ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ cơ quan công an, trong lúc hai nhóm đánh nhau đã nổ súng, hiện công an đang thu giữ một vật nghi là súng quân dụng. Các đối tượng này từ những tỉnh thành đến Cần Thơ để đòi nợ, sau đó xảy ra hỗn chiến. Trong sáng ngày 4 tháng 3, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ thêm Nguyễn Thanh Bình, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại, có 20 người liên quan bị tạm giữ. Phân loại, khai thác nhanh các đối tượng, bước đầu cơ quan công an xác định nhóm người đi xe từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ để đòi nợ một nhóm khác, sau đó giữa hai bên xảy ra xô sát và có hai tiếng súng phát ra khi hai nhóm xô sát lẫn nhau. Theo kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2021 của Ban chỉ đạo 138 thành phố Cần Thơ, các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Trong năm 2021, phải giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%. Các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Bảo đảm 100% tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện. Song song đó, tập trung đấu tranh, phòng chống, làm giảm các loại tội phạm nổi lên hiện nay như tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại trẻ em, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội.